cho người bệnh này. Rõ ràng cái phần hỏi là anh có vấn đề gì, tôi có thể ho này, có thể khó thở. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra anh nhé. Bây giờ anh bộc lộ hết cho tôi cái áo. Nào, bây giờ này, đầu tiên này, lồng ngực hai bên cân đối, di động đều theo nhịp thở, được chưa? Da thì không có mụn, không có sẹo, được chưa? Rồi, đấy là phần gì đấy ạ? Phần gì? Đúng không ạ? Và nếu như ở phần nằm thì em sẽ phải đếm luôn nhịp thở, đúng không? Nhưng ở đây thì chúng ta chưa đếm nhịp thở nhé, được chưa? Tiếp theo, nhìn vào bây giờ đến sờ, sờ cái gì? Sờ rung thanh của phổi, đúng không ạ? Bây giờ em ngồi thẳng lên cho cô. Bây giờ cô đặt tay áp lên nhé, xong rồi em sẽ nói 1, 2, 3. Em đặt lên hai bên trưởng phổi, nhưng mà đây này, trừ 2 cái phần xương vỏ da này ra. Hoặc em đặt tay từ trên này xuống này, em đến với cô. 1, 2, 3. Rồi, tốt. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Tốt lắm. Chúng ta nhìn thường. Tiếp theo này. Em ơi, bây giờ chúng ta phải kiểm tra gì nha? Giãn nở lồng ngực. Đúng không? Nào, em hít sâu được không xem nào. Rồi, thở ra. Rồi, chúng ta dùng thuốc dây để chúng ta đo khoảng cách này. Bình thường nó sẽ vào khoảng 5, 6 đến 7. 6 đến 7. 1. Được chưa? 6 đến 7. Ok chưa? Rồi, sau đó chúng ta lại gì ạ? Nhìn sờ rồi, bây giờ đến vùng nặng tiếp tục, chúng ta lại phải đo gì ạ? Đường kính hai bên ạ, đường bên là đường kính trước sau, nhưng mà khi cái mà phía sau này thì chúng ta hãy làm tiếp. Phần đó là sờ xong rồi, giờ đến gì ạ? Gõ, khi gõ thì em gõ từ ngoài vào bên trong, gõ đối xứng, gõ đây nhé. Em đứng như này, em gõ cái nào của em cũng được, gõ lên xương mà phải vào khoang, lên sườn, đúng không ạ? Được chưa? Đó. Sau đó lại gõ bên này, được chưa? Nhưng mà tránh vùng đấy, xương xương, được chưa? Tiếp tục này, theo hình dích dạng trên này xong rồi xuống này. Tiếp này, bên này, đúng không ạ? Đúng chưa? Tiếp, dích dạng lại xuống gì đã? Xuống đây. Tiếp tục sang bên này. Em gõ từ trên xuống dưới cuối cùng, nhưng nhớ là trường cái phần xương này, được chưa? Em nhớ chưa? Nhưng em nhớ là phải tìm nó ở cái khoang gì á, khoang lên sườn và gõ bắt đầu xu hướng từ ngoài vào trong, không nhỉ? Khoang nhá, gõ tận dưới gì á, đáy phổi là khoang lên sườn 89 dưới này này. Em nhé, em nghe thử gõ. Đấy, ở đây nhá, nghe gõ nó khác không? Bây giờ giả sử tôi đặt lên một cái nền xương này, thấy à, nó sẽ đục, đúng không ạ? Thế nếu như ở đây em gõ em thấy nó đục, tức là bệnh nhân có tràn dịch, đúng chưa? Rồi nhá, sau đó ngọ kẹ gõ rồi bây giờ đến nghe, nghe thì bây giờ các em cũng nghe này, đầu tiên cũng nghe ở hai trên đỉnh phổi chữ ứng sâu rồi, rồi nghe này, thế là rồi ứng sâu rồi, yên là rồi, rồi tốt. Lần lượt như thế chúng ta đọc nghe vị trí này, xong rồi vị trí này, rồi vị trí này, vị trí này, đến đáy phổi, đến hai bên đáy phổi, được chưa? Sau khi khám ở phía sau cho thì yêu cầu bệnh nhân nằm, đúng không ạ? Nằm, nhưng mà trước kia em quay ở đây cho cô, đúng không ạ? Bây giờ em sẽ dùng thuốc dây để đo cho cô đường kính bên và đường kính trước sau. Đây, đường kính bên thì em sẽ đo từ một nách bên này sang một nách bên này, đó. 29, đúng không ạ? Vâng, tiếp tục sẽ đưa đo đường nách từ ăn, đường nách từ đây ăn trước sau, đường trước sau, đúng không ạ? Đây 10, 15, 15 năm
29-15 năm như thế. Lúc đầu cần bình thường hạt đi sắp xỉ lệ là 2-1 đúng không? Mình sắp xỉ có cơ còn vấn đề gì tiếp theo quan sát phía trước này cũng là ngược cân gì á cân đối này di động đều ra nhịp thở này được chưa ạ? Thì nếu như em khám mà tư thế ngồi thì em có thể đứng nhịp thở cho bệnh nhân đúng không ạ? Thế sau đó em sẽ gì ạ? À, nhận định này là ngược hai bên ở phía trước là cân đối di động đều ra nhịp thở này thì nó sẽ không có cục này đúng không ạ? Tiếp theo nữa em sẽ phải gì ạ? Làm động tác đó là gì ạ? Sờ như em sẽ là ánh giá cái gì đây? Nó nở nhịp này rồi nhịp này rồi em đo cái khoảng cách này được chưa? Tiếp theo đó ơi chị đấy ngồi thi đua á chưa em mặc thầy bảo là chắc còn sẽ làm nhưng mà bị môn các em cứ làm trước xong rồi sẽ chuyển qua nhưng hôm nào họp hỏi qua thì mình sẽ họp một ngày nào đó chứ em làm xong chưa? Ừ, thì vẫn phải làm thôi. Gương của môn em á. Cái đấy thì chị cũng không rõ lắm. Cái đấy chị này cũng không biết. Thực ra thì tất cả những cái đồng chí ấy đều là đăng ký chiến sĩ thi đua hết. Đồng chí nào cũng đăng ký. Rồi. Nhưng mà phải làm biên bản đều đủ nhá. Tiếp này, sau khi độ giãn nở rồi bây giờ chúng ta lại cũng kiểm tra cái gì nè, rung thanh phía trước đúng không ạ? Nào, em ơi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. 1, 2, 3. Rồi. Sau khi rung thanh xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Nghe. À, gõ. Đúng không ạ? Ở phía trước chúng ta cũng phải gì ạ? Gõ, cũng nguyên tắc là gõ từ gì ạ? À, các khẽ lên sườn và từ gì ạ? Từ ngoài và trong, được chưa ạ? Từ xong đó đối diện sang bên này để xuống đây, sang đây, xuống đây nhá. Và gõ xuống phần dưới, được chưa ạ? Thì đấy không ơi? Cô đang ở phòng thực hành số... bảy à, cái kiểu này đây nhé, cái khi em gõ này cũng thế này nhé, sang lên sườn nhé, em gõ này được chưa? Xong tương tự vậy bên này em ngẩng lên hướng trước được chưa? Được chưa? Con gõ đi xuống đây nhé, cứ vào nhé, sang lên sườn được chưa? Sau đó bắt đầu nghe tương tự vậy, đỉnh phổi, đỉnh phổi, phế quản, máy phổi, không được. Như vậy thôi, đơn giản. Sau khi chúng ta khám xong rồi thì chúng ta sẽ kết luận. Hiện tại thì cần không có vấn đề gì, là anh cứ yên tâm nhé. Nhưng mà mình cũng phải chụp lại cái phim cho ai, cho nên bác sĩ sẽ đến để kiểm tra lại nhé. Chính xác.